Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh của Quân Vi. Trong video lần này mình sẽ tiếp tục giới thiệu với các bạn một cái kinh nghiệm để nhận biết cây trồng vị vàng lá do thiếu sắt trên hệ thống aquaponics. Như các bạn đã biết thì sự thiếu sắt là cái nguyên nhân hàng đầu gây nên hiện tượng vàng lá, đặc biệt là trên hệ thống aquaponics thì cái hiện tượng này sẽ diễn ra thường phổ biến hơn. Vậy làm thế nào để chúng ta có thể nhận biết được và khắc phục nó như nào thì xin mời các bạn cùng theo dõi. Tiên để biết được cây trồng bị vàng lá do thiếu sắt hay là do nguyên tố nào khác thì trước hết là chúng ta sẽ phải quan sát vào cái lá của nó, đặc biệt là cái lá non. Và cái mẹo để chúng ta nhận biết được dễ dàng thì chúng ta phải quan sát vào những cái cây trồng nhạy cảm với sự tiêu hụt của sắt, ví dụ như là cây rong muống đấy ạ. Đây các bạn quan sát đấy ạ, ở cái lá non của nó sẽ có biểu hiện như sau này, các bạn chú ý này. Đây các bạn quan sát đấy ạ, các thịt của lá thì đã màu vàng đấy, nhưng mà còn cái gân lá vẫn giữ nguyên màu xanh này các bạn. Đây đấy, lá bên này cũng vậy đấy, các bạn chú ý ạ. Đây hơi nắng chút ạ, đây gân lá vẫn còn xanh này, nhưng các thịt đã màu vàng rồi. Đặc biệt là nhất là xuất hiện ở cái lá non này thì do cái hệ thống của mình ý thì cái sắt nó đang hồi phục lại, nên mà cây trồng nó sẽ cái lá non nó hồi phục trước, nó sẽ không có biểu hiện giống cái lá này nữa. Nhưng mà ở những cái hệ thống mà mới phát hiện ra cái hiện tượng thiếu sắt ấy thì cái lá đầu tiên này này, lá non này này, nó sẽ có biểu hiện giống như này đấy, gân lá vẫn còn xanh và cái thịt lá đã màu vàng rồi. Để đơn giản thế thôi ạ. Cái nguyên nhân cái quan trọng nhất nó dẫn đến cái hiện tượng thiếu hụt sắt này là do trong hệ thống của chúng ta cái sắt nó tồn tại cái dạng mà không hòa tan, làm cho cây không hấp thụ được. Đây là một cái nguyên nhân cốt lõi gây nên hiện tượng cây trồng bị vàng lá do thiếu sắt. Thì để khắc phục cái hiện tượng này thì mình đã áp dụng một cái phương pháp chuyển hóa cái sắt không hòa tan trong chính hệ thống thành một cái sắt hòa tan, tức là Fe2+ đấy, để cho cây có thể hấp thụ được luôn. Như các bạn quan sát đây, mình có một cái hệ thống này đấy. Đây, cụ thể như nào mình sẽ chia sẻ với các bạn trong cái video tiếp theo. Nhưng ngoài ra để khắc phục được cái hiện tượng rau vàng lá này ấy, thì chúng ta có thể bổ sung được các sắt dạng chelate hoặc là các ủ các chế phẩm như là GE và cây trồng như đấy, vân vân ạ. Thôi đến đây là mình xin phép được kết thúc video tại đây. Nếu các bạn thấy hay thì hãy nhấn nút like và đừng quên ấn nút đăng ký để không bỏ lỡ những video mới nhất của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.